Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, những hạng giấy phép lái xe nào phải thi nâng hạng từ đầu năm 2025? Theo khoản 5 điều 60 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải được đào tạo bằng hình thức đào tạo nâng hạng theo các điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. Như vậy, có 10 hạng giấy phép lái xe phải thi nâng hạng từ thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, gồm C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Còn theo khoản 3 điều luật này, việc đào tạo để nâng hạng giấy phép lái xe thực hiện với những đối tượng sau: nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng C1 hoặc lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2. Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C1 lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2. Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng D1 hoặc lên hạng D2 hoặc lên hạng D. Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D1 lên hạng D2 hoặc lên hạng D. Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D2 lên hạng D. Giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE. Người có nhu cầu đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe còn hiệu lực phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe. Đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên. Về các loại bằng lái xe theo điều 57 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có 15 hạng giấy phép lái xe bao gồm A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E và D2E. Các hạng giấy phép lái xe mô tô: hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Các hạng giấy phép lái xe ô tô: hạng B1 cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ lái xe, xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Giấy phép lái xe hạng C trước đây dành cho lái xe tải từ 3.500 kg trở lên được tách thành C1 dành cho lái xe từ 3.500 kg đến 7.500 kg và C trên 7.500 kg. Cụ thể, hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B. Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và C hạng C1. Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, đến 16 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C. Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người kể cả xe buýt đến trên 16 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1. Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người kể cả xe buýt trên 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. C
xe ô tô chở người giường nằm. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2. Hạng BE cấp cho người lái. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Hạng C1E cấp cho người lái xe. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Hạng CE cấp cho người lái. Các loại ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg, xe ô tô đầu kéo, semi rơ móc. Hạng D1 cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Hạng D2E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Hạng DE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Xe ô tô chở khách nối toa. Người khuyết tật điều khiển xe ô tô được cấp giấy phép lái xe hạng B để lái xe ô tô số tự động có cơ cấu phù hợp với tình trạng khuyết tật. Người điều khiển xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ phải có giấy phép lái xe ô tô. Hạng giấy phép lái xe được tính theo quy định đối với xe ô tô tải và ô tô chở người. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, theo đó là thay đổi lớn về giấy phép lái xe và tại Điều 57 luật này có quy định về thời hạn của giấy phép lái xe. Cụ thể, theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 thì các hạng giấy phép lái xe mô tô vẫn là loại giấy phép lái xe không thời hạn như hiện nay. Thời hạn của giấy phép lái xe được quy định như sau. Giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn. Giấy phép lái xe hạng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bao gồm giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về Giao thông Đường bộ năm 1968, sau đây gọi là Công ước viên cấp. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế công nhận giấy phép lái xe của nhau. Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.